là một nửa của mình. Làm kiểu lâu thế không trách được. Đây lại còn cắt mất cả gốc. Kìa, nó không ngoái cả cái gốc. Tỉa nó lâu mà. Tỉa nó lâu nên là... Nhưng mà cái này hơn tháng là nó bò kín rồi. Xin chào tất cả các bạn nha. Ở trước mặt chúng ta là những luống đom má đã thu hoạch xong và hiện tại nó đã gần một tháng rồi. Trong cái video trước mình đã chia sẻ cùng các bạn cái cách chăm sóc ruộng đom má sau khi mình thu hoạch xong, làm thế nào để cho nó phát triển tốt, phát triển đẹp và chuẩn hữu cơ, vừa an toàn vừa sạch này. Mình đã chia sẻ rồi. Thì hôm nay trong video này mình sẽ chia sẻ cùng các bạn cái cách, tức là cái quá trình mình trồng như thế nào để mà được có được những cái ruộng đom má như thế này nhá. Tức là cái công đoạn đầu tiên đó là cách trồng đom má, hay còn gọi là kỹ thuật trồng rau má trên đất ruộng. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu nhá. Đây là cái đom má mà sau khi thu hoạch đã gần được một tháng, mình đã chăm sóc này, chăm sóc dọn cỏ rồi là tưới tắm. Bây giờ nó đã được như thế này, đang chuẩn bị thu hoạch được rồi. Tuy nhiên là nó có một cái vấn đề, thứ nhất là nó đang quá dày này, và thứ hai là chỗ đơn vị mình đang làm đây nó đang thiếu, nên là mình đang muốn tách đây, nên là mình đang muốn tách ra những cái đom má này ra để trồng. Để trồng thêm thì hôm nay mình sẽ tổng hợp lại dữ liệu từ quá trình làm đất cho đến gọi là tỉa mạ rồi là mang ra trồng. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từng bước một các bạn nha. Đây là mình đang khai hoang đây ạ, đang khai hoang chuẩn bị trồng rau má đây. Ruộng này là ruộng chùm ngay này, cái chùm ngay. Tuy nhiên là chùm ngay trồng ở dưới đất ruộng thì nó cũng có rất nhiều vấn đề. Nó hay bị rụng lá, tức là chỉ cần nước lên nước xuống là nó rụng lá, nên là mình quyết định mình phá đi. Sau đó là mình sẽ trồng vào đây là rau má. Đây các bạn nhìn thấy những củ chùm ngay đấy ạ. Những củ chùm ngay là mình có thể thu về để gọi là nghiền bột hoặc là ngâm mật ong được này. Để dọn dẹp được gọi là mặt bằng để trồng rau má thì cũng khá là vất vả. Đặc biệt là làm hữu cơ, cỏ nó lên rất nhiều. Mình đang cho gọi là các cô vừa trồng cỏ vừa gọi là đào củ này. Trông thì trông lên hình thì nó đẹp, nhưng mà quá trình làm thì cực kỳ vất vả. Đặc biệt là cũng quá trình gọi là đào cây để trồng lại cây. Như trước mặt đây là một cái đám đất mà mình đã cho gọi là dọn cỏ xong này. Tất cả quy trình kỹ thuật áp dụng cho tất cả các loại cây trồng ở trong khu vực gọi là hơn 6 hecta mình trồng cái cây dược liệu này. Cái quy trình kỹ thuật trồng, tức là bón phân làm đất đều như nhau. Sau khi đã là dọn cỏ xong, chúng ta có thể bón lót phân chuồng nhé, rồi là sới bung nó lên. Nếu mà nền đất mà chúng ta trồng rau má mà thấp thì chúng ta sẽ thiết kế luống. Như mình là mình sẽ thiết kế luống bởi vì đây là đất ruộng. Còn nếu mà nền đất của các bạn cao mà không bị ngập thì các bạn có thể gọi là cho phân chuồng vào, rồi phay nó lên và có thể thiết kế trồng luôn. Còn đây là phân chuồng, sau khi đã được ủ hai mục này, chúng ta có thể sử dụng phân gà nhé, phân trâu, phân bò để ủ hai mục nhé. Hoặc là có thể là dùng những xác thực vật như là thân cây lạc, hoặc là thân của cây phân xanh hay còn gọi là cây cỏ lào đấy. Chúng ta ủ, sau đó là cho nó mục ra, sẽ đóng gói thành từng bao thế này, mang đi bón. Ở đây là mình ủ cái này là vừa bón lót được, lại vừa bón thúc được các bạn này. Chúng ta tiến hành ủ tầm 3 tháng là nó sẽ hoai mục ra như thế này. Và chúng ta sẽ mang đi bón lót cho đất trồng rau má. Lượng phân chuồng dùng để bón lót cho đất trồng rau má thì nó rơi vào 25 đến 30 tấn trên 1 hecta các bạn nhé. Các bạn có thể quy đổi theo từng vùng miền. Nhưng mà mình vẫn gọi là đề xuất là từ 25 đến 30 tấn trên 1 hecta. Sau khi phân chuồng mình phủ đến trên mặt này, ở đây mình còn phủ thêm một gọi là lớp bột men nữa để tăng cường hoạt hóa, làm gọi là tơi xốp đất. Giữ ẩm, thứ nhất là giữ ẩm, thứ hai là tơi xốp cho đất nữa, bởi vì cây rau má của mình nó cũng khá ưa ẩm. Còn đây là sau khi đã phủ xong thì chúng ta sẽ sới lại đất một lần nữa cho nó đất nó tơi nhỏ ra. Và tiếp theo là mình sẽ tiến hành mình xả nước cho thật đẫm ở đây để nước nó ngấm vào những cái luống này, và chúng ta sẽ tiến hành cấy rau má.
Đây là những cái dữ liệu mà mình làm đất trồng cây các bạn nha. Quá trình là trước khi trồng cây thì mình đều làm như thế này hết. Tất cả các loại cây có ở trong vườn như mình vừa mới chia sẻ là mình đều làm theo đúng cái quy trình này. Mình lấy cái dữ liệu này cho nó đủ rộng để các bạn có cái nhìn tổng quan. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái chỗ mình trồng rau má. Chừng này nữa nó kém này. Còn đây là những cái luống mà mình chuẩn bị trồng rau má đây. Bây giờ đã dọn xong hết rồi. Dọn xong cỏ, cày lại đất, xới lại đất, phạt xong bờ bụi và đã kéo luống. Theo dự kiến thì mình sẽ gọi là trồng hết cả cái ruộng này. Nó rơi vào tầm 1.200 mét vuông. Nhưng mà trước mắt bây giờ là mình cứ làm từng ít một thôi. Do cái nhân lực của mình đang thiếu nên là mình cứ làm từng tí một. Với gọi là dự kiến cuối tháng là mình sẽ phủ hết được rau má của cái ruộng này. Bây giờ chúng ta sẽ vào việc chính là chúng ta sẽ đi tỉa mạ và trồng rau má các bạn nhá. Như mình có nói là đầu video đấy, mình sẽ tỉa lấy những cái rau má ở những cái luống, như cái luống rau má có sẵn ở đây nó đang dày nên là bây giờ mình sẽ tỉa nó ra. Cây tỉa thì mang trồng, còn là những chỗ trống thì rồi tầm 15-20 ngày là nó sẽ phủ kín lại. Bà xoay ra xem, bà xoay những cái cây bà tỉa ra được xem nào. Để cho các bạn xem nào. Đây nha. Sau khi mà tỉa xong này, mình sẽ được như những cái cây rau má như thế này các bạn này. Bây giờ thì mình sẽ mang đi mình trồng này. Đấy. Tỉa xong là sẽ bó lại thành từng bó mang đi trồng. Đã tỉa qua rồi nhưng mà vẫn còn quá dày các bạn này. Bởi vì là cái ruộng rau má này là ruộng rau má này là mình gieo các bạn nhé, đã gieo được 2 năm rồi nên là bây giờ nó gọi là dày chít chít luôn. Đây, những chỗ tỉa của mình đây. Tỉa này là vẫn còn dày quá. Nhưng mà dần dần là mình sẽ tỉa dần để dần cho nó thoáng ra. Đúng ra là sau khi tỉa xong nhé, thành từng bó như thế này mình sẽ cắt bớt lá để mang trồng, nhưng mà thôi thời tiết đang mát nên là mình để nguyên luôn cả lá để trồng. Bây giờ là sẽ mang đi và chúng ta trồng. Và là cái này cứ gọt hết để mà coi như là cái này để làm mả để mà cấy sang ruộng mới. Đây nha, bây giờ chúng tôi đang trồng ở đây này. Đây. Xả nước vào cho nó mềm đất ra vì chủ động được nước. Đây lại còn cắt đứt cả gốc, tỉa người ta phải ngoái cả cái gốc đi. Tỉa nó lâu mà, tỉa nó lâu nên là, nhưng mà cái này hơn tháng là nó bò kín nè các bà. Cái nó kín hơn, tỉa nó nhanh ra hơn. Vâng, à không, bên kia thì nhanh rồi, bên kia tỉa xong thì chỉ cần 15-20 ngày là nó kín rồi. Còn cái này thì trồng mới. Trồng mới. Đây nha các bạn nhá, đây là khoảng cách trồng thì có thể 15-20 này, bởi vì là rau má là nó sẽ bò lan ra và cấy thì từ 2 đến 3 tép để phòng nó chết nữa, nên là từ 2 đến 3 tép. Bây giờ nó đang héo ở đây nhưng mà không lo, bởi vì là chúng tôi sẽ xả tát nước vào tưới tắm cho nó. Mùa này đang là mùa mát nên là trồng thoải mái. Và chỉ cần 20 ngày sau là cái này là nhìn thấy nó xanh rồi. Đảm bảo với các bạn luôn đấy, 20 ngày sau thôi. Là lúc đấy mình sẽ lấy máy cắt mình lia.
lia đi, cắt lá đi để cho nó bật mầm ra là sẽ có được những luống rau má đẹp. Đây, nước sẽ xả hết vào rãnh như thế này. À chà, nước bị lượm phải một vố ở đấy rồi. Bước qua đây phát nào. Ui da. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh hai ba cái đây nhá. Đấy, 2 đến 3 tép này. Khoảng cách từ 10, 15, 20 cũng được nha, bởi vì nó còn bò, nó còn lan ra. Xả nước vào thế này cái nhanh hơn đúng không? Ừ. Bởi vì chỉ cần dính tay phát là mình sẽ có nước, rửa. Nước rửa ngay. Trong quá trình trồng nha, chúng ta có thể vừa trồng vừa tát nước lên cho cây nó tươi này. Hoặc là sau khi trồng xong là mình sẽ tưới nước lại cho nó chặt gốc. Tuy rằng mình đã xả nước cho nó mềm đất rồi, nhưng mà bây giờ hoặc là sau khi trồng rau má xong ấy, hoặc là cấy rau má xong là chúng ta sẽ hoặc là tát nước lại. Chúng ta sẽ tưới, hoặc là các bạn có thể dùng tưới nhé. Tưới lại cho nó chặt gốc để cho nó hoặc là bén rễ hồi xanh cho nhanh. Như ở đây hôm nay là mình đang gọi là vừa làm vừa thể dục luôn, cố gắng là trồng hết cái 1.200 m² đất này, mình sẽ tay mình sẽ to như lực sĩ luôn. Và đây là những luống rau má đã được cấy rồi này. Như mình có chia sẻ là nếu mà ruộng rau má của các bạn nếu mà nó cao thì các bạn không cần phải làm luống cao như mình đâu. Như mình đây đấy, đất này là cái đất thấp nhất, tức là đất trũng nhất của cả khu mình trồng rau má. Mục đích là vì là rau má nó cũng khá chịu được nước nên là mình sẽ trồng ở đây. Và tuy nhiên là mình sẽ lên luống, bởi vì là khi chỉ cần có mưa thôi, mưa là cái khu này nó sẽ bị ngập. Nếu mà nó ngập lâu dài thì sẽ bị chết rau má. Vì thế là mình thiết kế cái luống. Còn như các bạn nếu mà có được những cái mảnh đất hoặc là đám đất mà muốn trồng rau má nó có thể thoát nước tốt này, hoặc là nó cao ráo, thì các bạn không cần phải vất vả thiết kế luống như mình đây. Các bạn có thể gọi là làm sạch cỏ rồi sau đó là cho phân vào để bón lót, sau đó là phay đất lên rồi là có thể trồng luôn. Rồi trên đây là mình đã chia sẻ cùng các bạn về cái kỹ thuật gọi là trồng cấy cái rau má ở trên đất ruộng. Cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Nếu mà các bạn xem đến đây thấy hay thì cho mình xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh để có gì chúng ta cùng trao đổi học hỏi lẫn nhau. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.